Một lần nữa xin được chúc mừng cho đương kim vô địch của AIC 2023, Thailand. Once again, congratulations for the champions of the AIC 2023, Thailand. Bước đến giải đấu với phong thái của một nhà vô địch, khi mà họ chẳng e ngại bất cứ đối thủ nào cả và một chuỗi trận bất bại tính đến chung kết. Họ thật sự là những nhà vô địch và khiến cho tất cả các đối thủ của mình phải dè chừng. Và đây chắc chắn sẽ là một quả ngọt sau một hành trình nỗ lực rất dài của Thailand. Một lần nữa xin được chúc mừng các chàng trai đến từ APL. So this season we have to say Thailand is the undefeatable champions. They defeat all their opponents throughout the wait. And today they deserve the trophy, the champions of the AIC 2023. Congratulations to Thailand. Và bây giờ thì hãy cùng xem là họ đang cảm thấy như thế nào nhé. D-Fox N, bạn đang cảm thấy như thế nào? Right now, D-Fox N, how do you feel? Lâu đấy sẽ mà lẽo, tuần này D-Fox N rất sự dần ngày hả? ก็ดีใจครับแล้วก็หายเหนื่อยได้พักสักที Bây giờ mình cảm thấy rất là vui và bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến hết rồi, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Right now I feel very happy and it's no tired at all. And last right now I can have a rest after this. Wow, sao nghe cứ giống như lời thoại của một bộ phim ấy nhỉ? Và bộ phim này đã có một cái kết đẹp. Vậy thì xin được hỏi chàng trai thứ hai, lần đầu tiên vô địch quốc tế, đó là Phóc Phóc. Phóc Phóc, trong lần đầu vô địch quốc tế thì cảm xúc của bạn như thế nào? Phóc Phóc, this is your first international title. How did you feel about this? Phóc Phóc hả? Nhìn bên khăn lát thì Phóc đây sẽ em lốt ạ. Phóc rút sự dặn ngày ba. ก็ดีใจมากครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่พยายามอย่างหนักครับรู้สึกดีใจมากครับ Bây giờ mình cảm thấy rất là vui và phải cảm ơn đồng đội của mình, những người xung quanh đã cố gắng rất là nhiều. I'm very happy right now and I want to thank our teammates. They've tried so hard to support me. Đây là lần đầu tiên của Bóc Bóc. Vậy thì những người đồng đội của Bóc Bóc là những người mà đã vô địch thế giới một lần trước đó rồi, đó chính là D-Fox N, Ered và iPod Pro. Thì không biết là lần này nó có khác gì với lần trước của các bạn không ạ? So one question for D-Fox N, Ered and iPod Pro. Is this championship different to the previous one for you? Cái cảm thảm tỏ bài hay sẵn khôn lời nó khá của D-Fox N, Ered แล้วก็ iPod Pro ค่ะคือเราเคยได้แชมป์โลกมาแล้วแล้วการที่เราได้แชมป์โลกครั้งนี้มันแตกต่างอะไรจากครั้งก่อนไหมคะก็ไม่ค่อยแตกต่างครับเพราะว่าก็ดีใจเหมือนเดิม mình cũng thấy không có gì khác lắm cũng rất là vui như trước đây thôi ạ Yeah I'm still happy as the first one ก็แตกต่างครับเพราะว่ามันเป็นรายการ AIC ครั้งแรกที่เราได้แชมป์ครับ Còn riêng iPod Pro thì cảm thấy khác vì đây là lần đầu tiên được vô địch của AIC For iPod Pro is a bit different because it's the first time for the AIC champion And Ered, yes ก็รู้สึกแตกต่างครับเพราะว่าที่นี่เป็นการแข่งขันนานาชาติที่แบบได้แชมป์ครั้งแรกแล้วมันเป็นออฟไลน์ที่ Ered cảm thấy khác biệt tại vì cũng đây là lần đầu tiên mà đạt giải vô địch quốc tế mà mình thi đấu theo dạng offline So this is a bit different for Ered because this is the first time he got the championship when we are competing offline. Vâng, và đặc biệt là cũng có rất nhiều các khán giả của Thái Lan cũng đã đến đây để cổ vũ cho các bạn đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi tiếp theo xin được hỏi NTNC, chiếc vô địch này thì bạn muốn dành cho ai ạ? So NTNC, this question is for you. Who do you want to give this championship to? Your families, your friends, anyone? NTNC khá lâu đây xem mà lẽo là NTNC giặc bạn bạn xem ní hay gặp hai bên phía sệt mấy khá ก็แบ่งปันให้ทุกๆคนที่มีความสุขเลยนะครับก็ให้แฟนส่วนมากก็เป็นแฟนแล้วก็ครอบครัวครับมันมุ่งยันตั้งชื่อโปรดักต์นี้ให้ทุกๆคน cho gia đình và những người hâm mộ của mình để cùng chia sẻ niềm vui này đến mọi người ạ I want to give this trophy to all of my supporters, my families, and especially all the fans of Thailand. Vậy thì xin được hỏi cô gái duy nhất của đoàn ạ, Give Me a Kiss, bạn muốn dành tặng chiếc vô địch này cho ai ạ? So how about you, Give Me a Kiss? Who do you want to give this trophy to? Đã Give Me a Kiss ha, nong giặc bóc chui nỉ hay khai bình phí xệt mày khá? ก็อยากให้ทุกๆทีมที่มาร่วมแข่งขันด้วยกันค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันค่ะ
Mình muốn gửi tặng chiếc vô địch này cho tất cả các đội tuyển và tuyển thủ đã cùng tham gia giải đấu IEC năm nay. Mình muốn tất cả mọi người đều chung vui với team mình ạ. Yeah, I want to share this joy to all the teams who participate in the AIC Championship 2023. They have made a very special season for the AIC. Vâng, một cô gái rất ấm áp đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo thì Thảo xin tham lam hỏi nhiều bạn một chút là xuyên suốt cái hành trình AIC này thì đối với Poc Poc, iPod Pro và Eret, khoảnh khắc nào là khoảnh khắc các bạn cảm thấy đáng nhớ nhất? So this question is for Poc Poc, iPod Pro and Eret. So what was your most memorable moment in this season? คำถามสำหรับ Poc Poc, iPod Pro และ Eret นะคะคือตลอดการแข่งขัน AIC ครั้งนี้โมเมนต์ไหนที่ทำให้เราน่าจดจำมากที่สุดก็น่าจะเป็น2วันสุดท้ายครับเพราะว่าตอนแรกโดนนํา 2-0 แล้วก็กลับมา 4-2 2วันเลยเหมือนกันเลยMình nghĩ đối với Eret đó là hai ngày cuối cùng, tại vì hai game đều bị dẫn trước 2-0 và cuối cùng đã có thể quay lại với tỷ số 4-2. Yeah, so for Eret, the most memorable moments must be the last two days. We were lead by 2-0, but then we turned the situation around and we won with the score 4-2. Congratulations, Eret. ก็สำหรับผมก็วินาทีได้แชมป์ครับแล้วก็ได้มายืนอยู่จุดนี้ครับCòn đối với mình iPod Pro thì mình nghĩ đó chính là khoảnh khắc mà mình đạt được chức vô địch và có thể đứng ở vị trí này trên sân khấu này. So right now for me is the most memorable moment. We are the champions of the AIC 2023. ครับของผมก็เป็นแฟนคลับเวียดนามครับมีเยอะมากไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนCòn đối với mình thì mình chưa bao giờ có khoảnh khắc nào đặc biệt như vậy trước đây. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt nhất trong đời mình nữa. For Poc Poc, this is the first time, so it may, this must be the most amazing moment for me. Vâng, một ý nghĩa rất là lớn trong chặng đường theo đuổi sự nghiệp của Poc Poc đúng không ạ? Thêm một thành viên nữa mà chúng tôi cũng có một câu hỏi, đó chính là huấn luyện viên Miss Khan. Không biết là bạn nhận xét xuyên suốt cái hành trình vừa qua thì thành viên nào là thành viên có dấu ấn cá nhân đậm nét nhất tại mùa giải năm nay ạ? So this is for Coach Miss Guns. So which member do you think marked the biggest legacy in this season? นี่ถามพี่โค้ชนะคะตลอดการแข่งขัน AIC ที่ผ่านมาพี่เห็นว่าสมาชิกคนไหนของทีมทาลอนที่โชว์ความเป็นมาร์คยอร์ legacy ได้ดีที่สุดคะดีที่สุดทุกคนครับน้องๆดีที่สุดทุกคนครับThì tôi thấy là tất cả các thành viên, tất cả các em trong đội tuyển của tôi đều đã thể hiện rất là tốt, đều đã lại dấu ấn sâu sắc ạ. So every members in the team, they have had a remarkable moment in this season and they all leave the legacies. Vâng, có thể thấy rằng là tinh thần đồng đội của Talon quả thực sự rất tuyệt vời đúng không ạ? Câu hỏi cuối cùng thì tôi xin hỏi chàng trai mà phải nói là đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều quà, không chỉ của các bạn Thái Lan mà còn cả fan hâm mộ Việt Nam nữa, đó chính là Eret. Bạn có muốn gửi một lời nhắn nhủ nào đó tới các fan hâm mộ ở đây ngày hôm nay, cả những bạn đang theo dõi livestream và cổ vũ Talon không? So Eret, one last question for you. Do you want any say anything, send a message to all the audience, the fans right here at the stadium and throughout the online? Eret ค่ะ Eret มีอะไรฝากถึงแฟนๆที่คอยมาเชียร์วันนี้แล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงแฟนๆที่ดูผ่านหน้าจอไลฟ์สดไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเชียร์ออนไลน์ด้วยครับขอบคุณมากๆครับMình xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn vì mọi người đã đến ủng hộ cổ vũ ngày hôm nay cũng như là các bạn khán giả đã ủng hộ qua sóng livestream ạ. I just want to say a big thanks to all of you. Thank you for supporting me and Talon. Và một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đương kim vô địch AIC 2023 Talon. A big round of applause for the champion of 2023 AIC Talon.Và những khoảnh khắc rất tuyệt vời dành cho các nhà vô địch. Hy vọng rằng là chia sẻ này của Talon sẽ khiến cho các bạn khán giả càng ngày càng yêu mến những chàng trai này hơn và tiếp tục theo dõi hành trình của họ nhé.